Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Lại là mình Quý Tộc đây. Ở video này thì mình sẽ nói đến cái vấn đề đó là fanpage bị hạn chế quảng cáo thì chúng ta nên xử lý như thế nào. Như các bạn đã biết thì gần đây thì nếu như chúng ta kinh doanh online, chúng ta chạy quảng cáo đúng không, thì cái vấn đề mà fanpage bị hạn chế quảng cáo thì ít nhất là mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng gặp phải một lần rồi, đúng không? Vậy thì cái cách mà mình xử lý như thế nào khi mà cái fanpage của chúng ta bị hạn chế quảng cáo, để làm sao cái tỷ lệ mình có thể lấy lại được cái quyền quảng cáo là cao nhất như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong video này. Let's go. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Thì trước tiên thì cái fanpage bị hạn chế quảng cáo thì thường thì chúng ta ở cái giao diện cũ của Facebook, thì khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong này nó có hiện một cái dòng thông báo, cái pop up ở đây, đó là cái fanpage của chúng ta bị hạn chế, đúng không? Chúng ta không chạy quảng cáo nữa, màu đỏ. Thế nhưng mà khi mà ra Facebook chuyển qua giao diện mới thì chúng ta sẽ không có thấy ở đây, và cái phần chất lượng trang thì nó cũng không có báo cái lỗi là hạn chế quảng cáo ở trong này. Vậy thì chúng ta phải xem ở đâu? Đó là chúng ta vào cái link quảng cáo Facebook, facebook.com/ads manager. Đó, thì sau khi mà chúng ta vào cái link này, thì chúng ta ở đây, sau khi mà chúng ta vào cái link này xong thì chúng ta nhấp vào cái dấu chính cái dấu chấm này, đúng không, để chúng ta mở cái phần chất lượng tài khoản. Ở đây thì cái mạng của mình nó bị hơi bị chậm một chút xíu, sorry các bạn. Ở đây chúng ta bấm vào chất lượng tài khoản thì ở phía dưới nó sẽ hiện tất cả những cái trang fanpage của chúng ta, đúng không, tất cả những cái trang fanpage của chúng ta. Và nếu như cái fanpage của chúng ta nó bị lỗi thì chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ thấy là cái fanpage của chúng ta nó bị hạn chế ở trong cái phần chất lượng tài khoản này, đó, chất lượng tài khoản trang. Ok, thì đó là cách để chúng ta kiểm tra là cái fanpage của chúng ta có bị hạn chế quảng cáo hay không. Và khi mà nó bị hạn chế rồi thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài cái cách mà chúng ta phải gửi kháng nghị, đúng không? Thì cái vấn đề mà cái fanpage bị hạn chế quảng cáo thì ở bây giờ nó rất là phổ biến, mà chúng ta thật sự là chúng ta cũng rất là khó để mà kiểm soát được cái vấn đề này. Bởi vì là sao? Bởi vì là kể cả chúng ta là những người nông dân, chúng ta là những người nông dân trong sạch, trong sáng, đúng không? Chúng ta không có làm bất cứ một cái gì vi phạm cả. Thế nhưng mà Facebook nó vẫn cứ hạn chế như thường. Tại vì cái cơ chế của Facebook nó là như vậy rồi. Khi mà Facebook nó gọi tên chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thế nhưng mà tất nhiên là khi mà chúng ta tuân thủ những cái chính sách của Facebook, chúng ta không có làm cái gì vi phạm cả, thì cái việc mà chúng ta bị hạn chế quảng cáo thì mình tin là chúng ta kháng thì nó sẽ về thôi. Và kinh nghiệm của mình là đối với những fanpage mà mình không có thật sự vi phạm cái gì cả thì mình làm theo cái cách này thì ở những cái fanpage của mình nó về hết. Ok, còn kể cả chúng ta vi phạm thì chúng ta vẫn cứ kháng thôi, đúng không, chúng ta vẫn cứ kháng thôi. Và tất nhiên là nó sẽ có tỷ lệ về, tỷ lệ không, nhưng mà đây là cái cách mà mình đang thực hiện và mình thấy là cái tỷ lệ là nó ok nhất. Ok các bạn ha, thì mình mong là nó có thể giúp ích được cho các bạn. Thì trước tiên là khi mà fanpage của chúng ta bị hạn chế thì chúng ta vào cái link lúc nãy để chúng ta xem cái fanpage bị hạn chế, sau đó vào trong này, đúng không, thì chúng ta bấm yêu cầu xem xét lại. Ở đây thì mình có viết ra slide cho các bạn xem, đó là khi mà fanpage bị hạn chế quảng cáo thì chúng ta nên làm gì. Thì bước 1 là chúng ta cần share cái fanpage của chúng ta qua một cái tài khoản quảng cáo đã xác minh danh tính và hiện tại bây giờ không cầm tài khoản quảng cáo chạy quảng cáo này, không cầm một cái fanpage nào đang chạy quảng cáo cả, và tất cả mọi thứ đang trong sạch và không có dính líu đến tất cả một cái con via nào hay là tài khoản quảng cáo hay là fanpage nào nó có dính lịch sử nợ xấu hay là nó có dính một cái gì vi phạm chính sách của Facebook cả. Ok, thì cái con tài khoản quảng cáo này của mình thì là cái tài khoản quảng cáo kháng cái link 902 về, và hiện tại bây giờ đang rất là trong sạch, không có dính đến bất cứ một cái vấn đề gì về quảng cáo cả. Ở ngoài kia hồi nãy là có một cái con tài khoản quảng cáo, đó là mình vừa mới share cái con đấy qua để mình kháng nghị thôi, chứ ở trên cái con tài khoản quảng cáo này thì mình dùng để mình kháng. Ok, thì cái con tài khoản quảng cáo này thì nó đã rất là trong trắng rồi, trong sạch rồi, đúng không? Và sau đó bước tiếp theo đó là chúng ta vào phần cài đặt, chúng ta vào vai trò trên trang, sau đó chúng ta chỉ để duy nhất một tài khoản quảng cáo trong sạch này làm quản trị viên thôi, còn những cái con tài khoản khác thì chúng ta nên hạ xuống cái quyền là biên tập viên. Các bạn hình dung đâu? Đó, thì
Trước đây khi mà cái fanpage này mình chạy thì nó có khoảng cả 5-6 cái con tài khoản quản trị viên, và cái và những cái tài khoản con viên này cầm cầm cái fanpage á thì rất là nhiều con bị dính lịch sử xấu và bị hạn chế rất là nhiều những cái fanpage ở trên đó rồi, thì nó rõ ràng nó sẽ có cái sự liên đới. Vậy thế cho nên là chúng ta xóa hết tất cả những cái quản trị viên ra, chúng ta để duy nhất một thành viên còn lại làm quản trị viên, đó là cái con sạch, con tài khoản sạch này, đúng chưa? Sau đó chúng ta vào, chúng ta nhấn vào yêu cầu xem xét này, chúng ta chọn trang này, đó, chúng ta chọn lý do khác nha các bạn. Lý do khác thì ở đây thì mình có một cái câu kháng nghị. Mình thấy là từ trước tới giờ mình gửi kháng thì cái tỷ lệ rất là ok. Mình thấy là mình dùng cái câu này thì kháng về rất là tốt, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn copy. Ở đây thì cái phần ID của fanpage thì chúng ta lấy ở đâu? Ở đây thì cái phần ID của fanpage đúng không? Chúng ta sẽ thay cái ID fanpage này thành cái ID fanpage của chúng ta. Ok, sau khi mà vào fanpage xong thì chúng ta vào phần giới thiệu nha các bạn. Chúng ta vào phần giới thiệu thì chúng ta sẽ có thấy cái phần là ID fanpage. Đây, chúng ta sẽ thấy là phần ID trang. Chúng ta sẽ tay vào cái dòng này. Đấy, các bạn cứ lấy cái câu kháng nghị này ở phía dưới phần mô tả, xong rồi các bạn dán vào đây. Ok ạ. Đấy, xong rồi các bạn là đấy, sau rồi là các bạn nhấn gửi. Các bạn nhấn gửi thì thường thì ở thời điểm hiện tại thì Facebook nó sẽ xem xét khoảng 5 đến 7 ngày thì Facebook sẽ trả lại kết quả cho chúng ta ở trong cái phần support, phần hòm thư. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra: nếu như fanpage của chúng ta chúng ta may mắn, hay là fanpage của chúng ta không vi phạm gì thì mình tin là Facebook nó sẽ mở lại fanpage cho chúng ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì trường hợp khi mà nó mở lại fanpage chúng ta thì ok rồi, mừng rồi, đúng không? Còn ở trong trường hợp mà Facebook nó trả lại kết quả là nó không có trả lại fanpage chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Khi mà nó không trả lại fanpage chúng ta thì ở đây thì mình cũng đã ghi ra cho các bạn luôn, đó là đã có rất là nhiều trường hợp khi mà Facebook không trả lại fanpage thì sau một thời gian khoảng 2 tuần đến 2 tháng gì đấy thì Facebook nó sẽ tự mở lại cho chúng ta. Vậy thì chúng ta làm cách nào để cái tỷ lệ Facebook nó sẽ mở lại cho chúng ta cao nhất? Nếu như các bạn đã chạy quảng cáo nhiều, các bạn bị hạn chế rất là nhiều fanpage rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng nhiều fanpage các bạn bị hạn chế vĩnh viễn rồi, nó báo là thông báo hạn chế vĩnh viễn rồi, nhưng mà thời gian sau thì Facebook nó sẽ tự mở lại cho chúng ta mà chúng ta không có cần phải chúng ta không cần phải kháng nghị, hay là chúng ta không phải gửi cái gì cả. Thì ở đây mình đã ghi ra cụ thể ở đây cho các bạn, đó là sau khi mà fanpage bị hạn chế quảng cáo vĩnh viễn rồi đó, thì bước thứ nhất là chúng ta chỉ để một cái tài khoản sạch, xác minh danh tính, giữ quyền fanpage. Thì ở bước ở bước kháng thì chúng ta đã làm rồi, đúng không? Bước thứ hai là xóa hết tài khoản thành viên khác ra khỏi trang, chỉ để cái tài khoản tức là chúng ta xóa hết tất cả những cái thành viên khác ra khỏi trang, những cái tài khoản là bị hạn chế quảng cáo hoặc là lịch sử nợ tiền, vi phạm chính sách, có một cái lịch sử xấu hay là một cái vết xấu gì đó. Thì chúng ta đá ra hết khỏi fanpage, chúng ta chỉ để cái tài khoản sạch này là giữ quyền fanpage thôi. Ok. Cái bước thứ ba đó là chúng ta kiểm tra lại hết tất cả nội dung hình ảnh, xem là video có vi phạm chính sách của Facebook gì không. Nếu như mà có vi phạm thì chúng ta xóa hết ra khỏi fanpage. Ok ạ, để cho cái fanpage, với mục đích là để cho cái fanpage của chúng ta nó trong sáng nhất có thể. Nó gọi là organic nhất có thể. Ok. Rồi, cái bước thứ 4 đó là chúng ta duy trì hoạt động fanpage như bình thường, đăng bài mới. Chú ý là không đăng nội dung vi phạm chính sách, đó là chúng ta vẫn cứ đăng tất cả những cái nội dung của chúng ta hàng ngày chúng ta hoạt động cái fanpage bình thường đó. Thì mà đặc biệt là chúng ta không có đăng cái bài nào vi phạm chính sách. Thì ở trong cái thời điểm này thì khi mà chúng ta làm như vậy xong thì thời gian là khoảng 2 tuần đến 2 tháng thì fanpage của chúng ta sẽ có những cái trường hợp mà sẽ được Facebook active trở lại. Ok, thì đó là cái cách mà mình hiện tại bây giờ mình đang làm. Thì chúng ta không còn cách nào khác cả, cách nào khác ngoài cái việc mà chúng ta kháng, mà ví dụ như không về thì chúng ta vẫn cứ để cho cái fanpage của chúng ta hoạt động bình thường mà không vi phạm chính sách, không làm bất cứ một cái dấu vết gì cả nữa, thì Facebook nó sẽ xem xét lại cái quyết định của nó. Ok, thì đó là cái cách hiện tại bây giờ mình đang
mình đang áp dụng và mình thấy là những cái fanpage của mình về cái tỷ lệ cũng rất là cao. Còn đó là đối với những cái fanpage mà đối với những fanpage mà không có vi phạm chính sách của Facebook thì mình thấy là tỷ lệ về rất là cao. Còn vi phạm chính sách thì hên xui. Ok các bạn ha.